đây là con cá chép nó bị sâu ăn nha cô chú chị. Cá chép đẹp không? Màu đẹp không? Quá đẹp luôn. Cá chép bị sâu ăn nè. Mùa mưa sâu ăn giống như ổi vậy cô chú chị. Rồi hôm nay tiếp tục mấy anh em Đồng Nai lại bắt cá tiếp nha cô chú chị. Này con mới cá phi cầu như là cái chim chợ. Cá tra ông ti nha cô chú chị. Mày không ép tao mới móc lên, nó lỏng tao phải ép, phải ngươi nó bắt được.
ông cứ móc lên sao con nãy ép được. Tao bảo được cho mày ép đi, để cho tao tao bán lên. Mày cái đứng mày dạng ra, sau đó nó lỏng cho mày ép luôn. Ờ. Đúng chưa? Bỏ cho tao đi. Bỏ nó vào cái cổng đi. Bỏ kia luôn. Cái chép nó bị sâu ăn nha cô chú chị. Cái chép đẹp không? Màu đẹp không? Quá đẹp luôn. Cái chép bị sâu ăn nè. Mùa mưa á sâu ăn giống như ổi vậy cô chú chị. Ok sâu ăn. Cái chép bị sâu ăn.